Còn mẹ Ma Sơ thì trước đây một vài người lúc đầu nghe một vài clip đầu của nó cứ tưởng nó lên nó đấu tranh ông Võ Hoàng Yên là ông Hoài Linh, cho nên hùa theo nó, ủng hộ nó, tung hô nó. Bây giờ lòi ra là nó là người của Việt Tân. À, nó là người của Việt Tân quý vị, là nó nhận tiền, nó trao đổi Ly có tin nhắn đây, bây giờ là Ly có người cung cấp cho Ly rất là nhiều. Nó gọi bác Hồ là cái xác nằm trong Ba Đình. À, nó gọi bác Hồ là nó nhắn với nhau ở ở ở trong tin nhắn, nó nhắn với thằng Dũng Vo Va, nó trao đổi với nhau, hỏi nhau số tiền, nó công bố với nhau về số tiền, rồi nó bàn nhau về cái vụ đồng tâm, rồi cái vụ đồng tâm nó nói là con Ma Sơ nó nói là gì, thành công của cái vụ đồng tâm là gì, mua xăng đốt 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 người hay gì đó. Nói chung là tin nhắn của nó Ly nhận vô trong trong của Ly rất là nhiều, nhưng mà Ly nói là cứ để từ từ, rất nhiều người nói Ly là Trần Ly nói với con mẹ Ma Sao đi, nhưng mà Ly nói là cứ bình tĩnh quý vị nhớ này, nó người của Việt Tân ha, nó nhận tiền từ hải ngoại, từ một con nhỏ mà ngày xưa là có đứa con từ bé đẻ ra là bị xương thủy tinh, gọi là không đứng không ngồi được, đứng lên đi lại là gãy, xương thủy tinh dễ gãy lắm quý vị. Từ bé Ly rất rành con này rồi, nhưng mà Ly không nói ra thôi, Ly rành nó từ lúc con nó còn bé, đang còn phải ngồi trong cái củi á, đi đâu phải bế phải ẵm, tóm lại không dám vận động, không dám đi lại vì xương thủy tinh mà. Và cho đến lúc là nó thuê nhà, nay chuyển nhà chỗ này, mai chuyển nhà chỗ khác, vân vân nó kia, mà bây giờ con nó là bây giờ lớn lớn thành trưởng thành thanh niên rồi mà quý vị. Thì quý vị biết là ngày xưa một không chồng có một đứa con bị bệnh, coi như bệnh nan y, bệnh xương thủy tinh, rồi đi thuê nhà ở khắp nơi vả vật khắp nơi, cuối cùng dạt về bãi rác Đông Thạnh. Mà bây giờ là lên là bày đặt là lập quỹ từ thiện, rồi rồi ngồi trước ống kính màn hình trang điểm nọ kia, rồi chửi hết từ trên xuống dưới, không bao giờ nó gọi một từ Thành phố Hồ Chí Minh, nếu quý vị tinh mắt, nhưng mà rất nhiều người bị nó dắt mũi, không bao giờ nó gọi một từ Thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi Thành Hồ, nó không bao giờ nó gọi bác Hồ, nó gọi ông Hồ, là trước mặt mọi người nó gọi ông Hồ, nhưng mà khi mà nó nói chuyện với nhóm chúng nó thì nó lại gọi bác Hồ là cái xác trong Ba Đình nha. Rồi nó khen, nó ca ngợi thằng Dũng Vo Va, nó khóc thuê cho con gì ở trên Tây Nguyên đó, con gì đó, con Huỳnh Thục Vi, rất nhiều. Và bây giờ có nhiều người nói tại sao không bắt nó, quý vị cứ so này nè, thằng Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Dũng Vo Va, mình bắt nó, chưa bắt nó không có nghĩa là nó không có tội, mà vì cái tội của nó, mình nó xóa hết những cái clip trước đây rồi, nhưng mà nhà an ninh mình đã thu thập, đã giữ, khi nó ra một cái là an ninh mình đã copy về cắt rồi, để thu thập từ từ, khi nào mà đủ bằng chứng giống như thằng Nguyễn Duy Tân là 40 lần mời lên mà. Thì bây giờ thằng Dũng Vô Va thì nó thừa, nó là cáo già, nó thừa gian manh để nó biết cái khung hình phạt bọn này, nó những cái bộ luật hình sự nó rất nắm rất rành, nó biết được khi cái ngưỡng của nó đã đến, khi bị bắt á, nó sẽ trốn, bởi vì nó có sẵn một nơi trốn, đó chính là cái nơi mà Ly nói đó, dòng Chúa Cứu Thế. Đó là cái ổ để nuôi phản động, để chứa chấp phản động mà quý vị. Rồi bây giờ quay lại thằng Dũng Vo Va, thì bây giờ con mẹ Ma Sơ này thế, phải để thu thập từ từ, khi nó thừa chứng phải đủ chứng cứ nha quý vị. Chúc Trần Ly luôn khỏe và có tiếng nói chính nghĩa. Dạ Ly cảm ơn bác. Thì bây giờ là phải chờ nó có thừa bằng chứng. Nếu không á, thì mình bắt nó một cái thì các cái đài RFA, VOA vân vân nó sẽ lưu loa lên là nhà nước ta đàn áp những người bất đồng chính kiến vậy đó. Rồi thì nước ngoài nó vin vào là nhà nước ta là không có tự do, không có nhân quyền, rồi bắt bí nhà nước ta để không cho nhà nước ta tham gia vào các cái tổ chức chính trị, kinh tế vân vân. Cho nên quý vị phải hiểu là chưa bắt con Ma Sơ không có nghĩa là nó nói đúng, nó không sai, mà
chưa đủ chưa đủ cái khung hình phạt để có thể bắt nó. Bây giờ lên nhắc nhở nó rồi xong cho nó về thì bắt làm gì nhắc rồi. Mời một lần lên Phan Đăng Lưu uống trà rồi. Và cái này tại vì mọi người ít biết chứ thực ra nó chống từ 2-3 năm nay rồi. Và những cái clip trước đây thì cái nào mà không có lợi thì nó gỡ đi. Nó thừa. Con chào bác Hiệp Nguyễn nhá. Hôm nay ông già vô coi hả? Là nó thừa biết là an ninh mình nó không qua được mặt, nhưng mà nó gỡ những cái clip đó để nó lừa những cái người mà đang ủng hộ nó. Rồi quý vị thấy nó phân tích, nhiều người phân tích nếu như nó làm tung hỏa mù cuối cùng một hồi là cái có thể là cái vụ ông Dũng là vô là dẫn đến là kéo nhau đi biểu tình này, nhân cái cơ hội biểu tình đấy để làm cách mạng màu luôn. Cái con ma sơ này nó cực kỳ là gọi là nó rất là ranh ma quỷ quyệt, nhưng mà thực ra đó ranh ma quỷ quyệt nó chỉ dắt mũi được một bộ phận người dân thể thiếu hiểu biết thôi. Chứ còn nhà an ninh mình á, đi dép rồi đi guốc trong bụng nó. Ly nói vậy để quý vị hiểu nha. Nham hiểm, đúng là con đó nó nham hiểm mà nó nói gì quý vị biết à. Thực ra nó ly thấy tội. Thực ra Ly suy nghĩ Ly tội cho nó, bởi vì con thì đã bị xương thủy tinh từ lúc bé. Chồng không có, một người phụ nữ năm nay cũng trên dưới 50 tuổi rồi, trên 50 tuổi rồi. Vật vả từ bao nhiêu năm nay, bây giờ cái tuổi đó rồi là tuổi người ta đi chùa, đi chiền niệm Phật, tích phước, tích đức, đúng không quý vị? Nhưng mà nó lại càng ngày càng lún sâu vì những cái đồng tiền dơ bẩn mà nó lún sâu vào cái việc này thì quý vị thấy... chỉ nó thực ra nó tội đáng thương chứ không, nếu mà theo hiểu theo cái luật nhân quả là thì Ly lại thấy nó đáng thương. Bởi vì bây giờ nó còn chửi được nọ kia nó tung hô, rồi mai mốt rồi cái bọn chống cộng hải ngoại các bác cũng nói là ở hải ngoại chủ yếu là nó lấy cái cớ chống cộng để nó gom tiền. Nó gom tiền cũng giống như bọn nhà thờ, nó gom tiền để nó bỏ túi nó xài. Chứ cái bọn này thì làm nó biết rõ cơ, nó chống không đủ, nó không làm được rụng cái cọng lông của cộng sản thì chống kiểu gì. Nhưng mà cái việc chống cộng là nó kinh doanh quý vị, nó kinh doanh. Ly chào bác Thông Lý, chào cả nhà mình luôn cho lẹ ha. Thì nó kinh doanh nghề chống cộng, y như cái anh ở bên Canada, anh nói thằng đứa cháu anh á dọn đồ ra bán thì là cái bọn chống cộng ở Canada nó đến nó quyên góp, nó kêu là đóng tiền cho quyên góp tiền để làm quỹ chống cộng. Rồi cái đứa cháu nó mới kể với anh nó là không có đóng gì hết trơn á, chúng nó chỉ lấy cớ chống cộng để lấy tiền bỏ túi xài riêng chứ chống cái gì. Nếu mà chúng nó tới mà đòi đóng, con không việc gì phải đóng, mà nếu mà nó kiếm chuyện nó kêu gọi cảnh sát tới thì là không đóng. Cái là từ đó là nó chỉ ăn hiếp người nào sợ nó là nó ăn hiếp để nó bắt đóng. Rồi nó gom được 10 đồng thì nó chỉ bỏ 1 đồng ra lấy cớ chống cộng, còn nhiều nó bỏ túi. Cho nên cái con ma sơ này thực ra nó đáng thương hơn.